Vừa dùng điện thoại vừa sạc, học sinh lớp 1 bị phát hiện nằm bất động rồi ra đi mãi mãi. Nạn nhân là cháu HDN, 7 tuổi, trú xã Phú Xuân. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 6 tại gia đình của cháu HDN ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa. Sau khi đi tắm ao về, cháu HDN vào nhà cầm chiếc điện thoại đang sạc để chơi. Khi ông nội của cháu HDN vào nhà thì thấy cháu HDN nằm bất động, chiếc điện thoại vẫn ở trên bụng, ông chạm vào thì bị điện giật nhẹ. Sau khi ngắt nguồn điện, ông nội đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Được biết học sinh HDN có hoàn cảnh khó khăn, bố của HDN đi làm công nhân ở Hà Nội, còn mẹ của em đi làm thuê ở gần nhà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Trước đó vào ngày 4 tháng 6 tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cũng xảy ra vụ việc bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong khi cắm sạc điện thoại. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn giữ thói quen sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc pin, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Không nên cho trẻ nhỏ sử dụng điện thoại và đặc biệt là khi các em ở nhà một mình. Nhiều mẫu smartphone ngày nay sử dụng khung viền hoặc lớp vỏ bằng kim loại là chất liệu dẫn điện, nghĩa là nếu có rò rỉ điện trong lúc đang cắm sạc, người dùng chạm tay vào sản phẩm sẽ dẫn đến tai nạn giật điện. Các loại củ sạc, dây sạc không rõ nguồn gốc và trôi nổi vì có giá rẻ có thể gây nên hiện tượng rò điện, rất nguy hiểm cho người dùng. Ngoài ra, điện thoại có thể bất ngờ cháy nổ, có thể do pin đã sử dụng lâu khiến chất lượng pin không đảm bảo, hoặc do người dùng thay các loại pin không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng trên smartphone của mình. Khi chẳng may gặp phải nạn nhân bị chấn thương do điện thoại phát nổ, cần nhanh chóng ngắt nguồn thiết bị điện để tránh điện giật, băng bó vết thương và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.